Xin chào, bạn có thể gọi tôi là Pinky bởi vì tôi siêu cuồng màu hồng. Hãy like và đăng ký kênh trước khi tôi kể cho bạn nghe câu chuyện dễ thương của tôi nhé. Xét trên thang điểm 10 về mức độ yêu thích màu hồng của tôi thì đó nên là vô tận. Tôi mặc đồ màu hồng, sử dụng phụ kiện màu hồng và sơn cả căn phòng bằng màu hồng luôn. Tôi không chấp nhận bất kỳ màu sắc nào khác hiện diện trên người tôi. Mọi thứ thật hoàn hảo khi chúng có màu hồng. Đó là màu sắc của công chúa, tình yêu và hạnh phúc. Tôi không hề quan tâm tới việc mọi người nghĩ gì về mình. Tôi chỉ sống theo cách mà tôi muốn thế, nên lúc nào tôi cũng vui vẻ cả. Trong khi đó, Westin, anh trai sinh đôi của tôi, là phiên bản hoàn toàn đối lập. Anh ấy chẳng bao giờ cười và chỉ thích những thứ tăm tối. Tôi ghét Westin kinh khủng. Không phải vì anh ấy ăn mặc như một ông già, mà vì anh ấy luôn khiến đời tôi bớt màu hồng hơn. Bố mẹ tôi đều là quân nhân, thế nên đối với bọn họ thì đoàn kết là kỷ luật. Điều đó có nghĩa là nếu như một trong hai anh em tôi là sai thì cả hai đứa đều bị phạt. Không công bằng mẹ! Người lấy đi chơi là Westin mà! Không phải con! Đó cũng là lỗi của con vì đã không ngăn anh con lại. Làm sao con ngăn được anh ấy khi đang ngủ? Thì tại em ngủ say như lợn chết chứ sao? Thôi ngay Westin! Em con bị phạt bởi vì con đấy! Con không thấy hối lỗi chút nào à? Westin lè lưỡi rồi úp mặt vào tường. Tôi van nài mẹ, nhưng bà lắc đầu. Vậy là tôi phải đứng cạnh Westin suốt 3 tiếng sau đó. Anh là đồ ngốc, ăn vụng còn không biết chùi mép. Ai mà ngờ được mẹ là kiểm tra phòng anh lúc nửa đêm thế chứ? Đó là vì anh trốn đi chơi nhiều lần quá đấy. Làm như em chưa từng trốn đi chơi ấy. Nhắc anh nhớ xem mẹ đã phạt em thế nào lúc em trốn đi dự concert idol nào. Không nhớ đúng không? Bởi vì mẹ đâu có phạt em. Không đúng. Em đâu có trốn. Em chỉ về muộn vì kẹt xe thôi. Đừng có nói dối. Mẹ nói giúp em để bố không nổi giận thôi. Lúc nào cũng vậy hết. Nếu là bố phát hiện thì bố cũng sẽ bao che cho em. Ai cũng đối xử tốt với em hơn anh vì em là con gái đấy. Tại sao mọi người luôn đòi hỏi anh trai phải bảo vệ và làm gương cho em gái chứ? Anh cũng cần được yêu thương vậy. Không công bằng chút nào. Bạn thấy đấy, bởi vì là sinh đôi nên giới tính là thứ duy nhất mà chúng tôi khác nhau, cũng là điều khiến Westin bất mãn. Anh ấy cho rằng cuộc đời tôi dễ dàng hơn bởi vì tôi là con gái, trong khi anh ấy lại bị bố mẹ đặt kỳ vọng trở thành quân nhân giống họ. Anh ấy ghét tôi tới nỗi luôn làm mọi thứ đối nghịch với tôi. Tôi thích ăn nhạt. Anh ấy luôn bỏ thêm muối vào đồ ăn. Tôi ghét bò sát thì thú cưng của anh ấy là một con rắn. Tôi mặc đồ màu hồng thì anh ấy màu đen. Anh ấy đúng là người anh trai ngớ ngẩn và khó chịu nhất trên đời. May mắn thay, bởi vì ghét con gái mà Westin chọn học ở trường nam sinh, tôi thì chẳng bao giờ nhắc đến anh ấy, nên không ai biết tôi còn có một người anh trai sinh đôi. Đời sống học đường của tôi đầy niềm vui. Khi không có Westin, tôi có thể tự tin thể hiện cá tính và có nhiều bạn bè. Giống như hôm nay, chúng tôi đang trên đường đi đến tiệm kem yêu thích thì nhìn thấy một chiếc xe mua trần chạy ngang qua. Wow, cậu có nhìn thấy chàng trai đó không Pinky? Trông như người nổi tiếng ấy, đẹp trai ghê. Tớ chưa từng nhìn thấy chiếc xe đó trước đây. Chắc không phải học sinh trường mình đâu. Ồ, hay là cái người đó nhở? Không phải gần đây mọi người đồn có thiếu gia nhà giàu nào đó đến trường mình tìm hôn thê sao? Không chừng là anh ta đó. Nghe buồn cười vậy. Cậu đang kể bộ tiểu thuyết lãng mạn nào à? Ừ, tớ cũng nghe đồn như vậy đó. Anh ta đến tìm một cô gái tên là Hannah, tầm tuổi tụi mình và xinh đẹp lắm. Hannah? Tên lạ nhở? Ừ, lạ thật. Nhưng khoan đã, cậu nói thật à? Cái người đó tìm cô gái tên là Hannah ở trường mình á? Ừ, cậu biết cái cô Hannah đó à? Ôi trời ơi, tất nhiên, tôi biết Hannah là ai rồi. Cả trường này chỉ có duy nhất một người tên là Hannah thôi. Và đó chính là tôi. Từ rất lâu rồi, tất cả mọi người, bao gồm cả giáo viên, đều gọi tôi là Pinky. Thế nên, bạn bè tôi quên mất tên thật của tôi luôn. Mà ngay cả tôi, đôi khi còn không nhớ ra, cứ ngỡ là tên của người xa lạ nào đó. Ups, tớ để quên đồ ở trường rồi, tớ phải quay lại mới được. Hai cậu đi trước đi. Ok, nhanh chân lên nhá. Tôi gật đầu rồi chạy như điên về trường. Tôi thề là tôi chỉ tò mò thôi, không phải vì gương mặt đẹp trai kia đâu nhá. Tôi dễ dàng tìm thấy mục tiêu đang bị bảo vệ chặn lại ngoài cổng trường vì anh ta siêu nổi bật. Hey,
Anh tìm tôi à? Anh ấy giật mình, rồi tỏ ra giận dữ. Cuối cùng thì cô cũng chịu xuất hiện. Nói xem, tại sao cô lại đối xử với tôi như thế? Hả? Ý anh là gì? Tôi không biết anh là ai cả. Thôi đi, đừng có đùa giỡn với tôi. Tôi không tin cô nữa đâu. Anh điên à? Buông tôi ra. Không, trừ khi cô trả lại nhẫn cho tôi. Tôi không lấy nhẫn của anh. Anh tìm nhầm người rồi. Anh ta không chịu nghe tôi giải thích, còn lôi tôi về phía trước xe, nên tôi sợ lắm. Tôi cắn tay anh ta rồi bỏ chạy về nhà. Tôi hoảng đến mức không dám đến trường. Tôi nói dối bố mẹ và bạn bè là tôi bị bệnh. Mãi 3-4 ngày sau, tôi mới chịu đi học vì không giả vờ được nữa. Chàng trai kia có vẻ đã bỏ cuộc sau vài ngày khi không tìm thấy tôi. Vừa thở vào nhẹ nhõm không được bao lâu thì xung quanh tôi bỗng dưng xuất hiện nhiều người kỳ lạ không kém. Tôi luôn có cảm giác bị ai đó quan sát khi đi trên đường. Thỉnh thoảng, có người còn nhìn chằm chằm tôi. Từ đó trở đi, tôi không dám đi đâu một mình nữa. Nhưng có một lần, tôi đã về đến trước cửa nhà rồi, mà vẫn bị người lạ chặn lại. Mày trả tiền lại cho tao ngay! Tôi lấy tiền của ông lúc nào? Giả ngây với tao à? Trả tiền hoặc tao rạch mặt mày ra! Không! Tôi vội hét lên khi người đàn ông giơ nắm đấm hù dọa. Westin đúng lúc xuất hiện, đá người đàn ông ra xa tôi. Cút đi! Bố mẹ tôi là quân nhân đấy! Khốn hồn thì tránh xa chúng tôi ra! Tao sẽ không tha cho chúng mày đâu! Người đàn ông bỏ đi, nhưng tôi không thể ngừng khóc. Em không thể làm gì ngoài la hét và khóc lóc à? Thật mất mặt! Westin thật đáng ghét, nhưng anh ấy vừa mới cứu tôi. Đây là lần đầu tiên trong đời tôi ôm anh trai mình bằng toàn bộ sức lực mà không có chủ đích muốn bóp chết anh ấy. Ghê quá! Buông anh ra! Cảm ơn anh vì đã cứu em. Thì không có chi. Tôi thật sự rất biết ơn anh ấy, thế nên tôi muốn trả ơn bằng cách giúp đỡ anh ấy thật nhiều. Ví dụ như làm bài tập Zoom này, đút anh ấy ăn cơm này, rồi dọn dẹp phòng ngủ. Thôi ngay đi Pinky, em quá đáng lắm rồi đấy. Rời khỏi phòng anh ngay. Em chỉ muốn giúp. Westin đóng sập cửa ngay trước mũi tôi. Nhưng tôi không giận chút nào. Tôi phát hiện ra là anh ấy chỉ có cái miệng là khó ưa thôi, chứ thật ra vẫn quan tâm tôi nhiều lắm. Ngày hôm sau, tôi năn nỉ Westin đưa tôi đến trường. Lúc đầu, anh ấy không chịu. Đến khi tôi nhắc lại chuyện bị người lạ bám theo thì anh ấy đồng ý ngay. Tôi còn hẹn anh ấy đưa tôi về nhà, nhưng vì trường chúng tôi cách xa nhau nên tôi quyết định đi ăn kem cùng bạn trong lúc đợi anh ấy đến đón. Hôm đó trời nóng hơn mọi khi. Tôi uống nhiều nước nên cần đi vệ sinh. Khi tôi đang rửa tay thì đột nhiên nhìn thấy ánh đèn flash. Ai đó? Nhận ra có người chụp lén, tôi hét lên cảnh cáo. Cô chụp lén tôi đúng không? Tôi bắt lấy tay cô ta, ngăn cô ta chạy trốn mà không được. Cô ta đẩy ngã tôi rồi tông cửa rời đi. Khi tôi tưởng cô ta đã chạy thoát rồi thì chàng trai lúc trước xuất hiện chặn đường rồi tóm gọn cô ta. Thả tôi ra! Cô ta là tên biến thái chụp lén tôi đấy. Không phải, cô ta vu khống tôi. Có thật hay không thì kiểm tra máy ảnh là biết. Này, anh đừng có nhìn. Tôi sợ anh ấy nhìn thấy hình ảnh riêng tư của mình nên nhanh tay cướp máy ảnh. Tôi định xóa hết ảnh đi là được, nhưng mọi thứ còn phức tạp hơn tôi tưởng. Trong máy ảnh này không chỉ có ảnh tôi bị chụp lén, mà còn có ảnh của một người trông giống hệt tôi. Hả? Không lẽ mình còn có chị gái sinh đôi? Cô có chị gái sinh đôi? Không, anh trai thì có. Khoan đã, chẳng lẽ đây là Westin? Không thể nào, anh ấy ghét con gái nhất mà. Anh trai sinh đôi? Giả gái à? Nghe vô lý đấy, nhưng có vẻ cực kỳ thuyết phục. Tôi chẳng hiểu anh đang nói gì cả. Tên cô là gì? Pinky, à không, là Hannah. Còn anh trai cô? Westin. Chàng trai thở dài, giới thiệu bản thân là Rome và kể với tôi mọi chuyện. Từ mấy tháng trước, anh có quen biết một cô gái trông giống hệt tôi. Bọn họ nói chuyện với nhau rất hợp ý, cho đến một ngày, cô gái đó gặp rắc rối với một chàng trai khác. Hannah, ý tôi là cô gái đó. Đề nghị tôi đóng giả làm bạn trai cô ấy để đuổi chàng trai kia đi. Cô ấy còn mượn tôi cái nhẫn mà mẹ tôi để lại cho tôi nữa. Để tôi đoán tiếp nhé.
Sau khi lợi dụng anh xong thì cô gái đó bỏ trốn với chiếc nhẫn của anh rồi đúng không? Đúng vậy. Tôi lần theo thông tin để tìm kiếm, không ngờ anh trai cô đóng giả thành cô. Cũng tại hai người quá giống nhau đấy. Tôi không ngờ Westin dám làm chuyện như vậy. Đừng lo, tôi sẽ mách mẹ rồi bắt anh ấy trả lại nhẫn. Tôi khẳng định chắc chắn là thế. Nào ngờ, suốt cả tháng sau đó, tôi không thể nhìn mặt Westin lấy một lần. Anh ấy đã mất tích. Bố mẹ lo lắng tìm kiếm anh ấy khắp nơi mà không có tin tức gì. Tôi thì sống trong sợ hãi, không biết anh ấy còn làm ra những chuyện khủng khiếp gì dưới danh tính của tôi. Lừa đảo, trộm cắp hay thậm chí là giết người. Tôi đã bị bố mẹ phạt cùng với anh ấy nhiều lần, nhưng lần này thì khác. Tôi không muốn ngồi tù cùng với anh ấy đâu. Tôi tưởng tượng ra vô số viễn cảnh đáng sợ. Thế nên khi Rome gọi cho tôi, bảo tôi cần xem thời sự ngay lập tức, thì tôi hoảng lắm. Tôi cứ đinh ninh là tên tôi và gương mặt tôi sẽ xuất hiện trên lệnh truy nã. Trái ngược với những gì tôi tưởng tượng, hóa ra người dẫn tin tức đang ca ngợi hành động dũng cảm của một cô gái, người đã cứu một đứa trẻ khỏi đám cháy, chính là tôi. Rome chạy đến nhà tôi ngay sau đó, lắc vai tôi mừng rỡ nói: "Tôi biết đó là chỗ nào, chúng ta đến đó nhanh thôi." Với sự trợ giúp của Rome, chúng tôi nhanh chóng tìm được Westin đang ở trong một bệnh viện. Khi mặc đồ con gái, Westin nhìn giống y hệt tôi. Sao em biết anh ở đây? Em nhìn thấy anh trên TV, rồi Rome giúp em tìm anh. Rome thấy Westin thì tức giận lắm. Nếu không phải tôi đứng ra bảo vệ thì anh trai tôi đã bị đánh rồi. Khoan đã Rome, tôi biết anh đang giận, nhưng mà để tôi nói chuyện với anh ấy đã. Tránh ra Pinky, anh không cần em bảo vệ. Im lặng, anh còn chưa gây ra đủ rắc rối sao? Tôi hét vào mặt Westin. Anh ấy sốc lắm, vì đây là lần đầu tiên tôi tỏ ra mạnh mẽ như vậy. Nói thử xem, tại sao anh lại ăn mặc như vậy, còn mang tên em đi lừa đảo khắp nơi nữa? Anh có biết tại vì anh mà em gặp phải những chuyện gì không? Anh không cố ý. Anh chỉ muốn sống cuộc đời của em vài ngày. Nào ngờ, mọi thứ khó khăn hơn anh tưởng hả? Đúng vậy. Westin thở dài, kể đầu đuôi mọi chuyện. Lúc đầu, anh ấy chỉ muốn chọc tôi cho vui thôi. Anh ấy nghĩ là nếu trốn đi chơi với bộ dạng của tôi thì cha mẹ sẽ bỏ qua cho anh ấy nếu lỡ bị phát hiện. Không ngờ là trước khi bị phát hiện thì anh ấy đã gặp đủ thứ rắc rối vì là con gái. Anh không biết là làm con gái sẽ gặp nhiều nguy hiểm như vậy. Không chỉ bị bọn biến thái rình rập, mà còn bị mấy cô gái xấu tính ghen tị, rồi hãm hại đủ điều. Vậy đâu có nghĩa là anh được quyền lừa đảo hay cướp tiền của họ đâu. Anh đâu có xấu xa dữ vậy. Mọi chuyện là hiểu lầm thôi. Ví dụ như cái người đàn ông bám theo em về nhà đó, thật ra hắn là một tên cướp. Hắn cướp tiền của một bà cụ, nên hắn cho rằng anh cướp mất tiền của hắn. Thế chuyện cái nhẫn của Rome là sao? Anh bị một tên biến thái bám lấy, nên mới nhờ tới Rome giúp. Sau đó thì anh sơ ý làm mất nó. Cậu làm mất nó rồi à? Ấy, đừng nóng thế, tôi tìm được rồi nè. Westin trả lại nhẫn cho Rome, rồi cúi đầu nhận lỗi. Tôi xin lỗi, mặc dù không có ý định cướp nhẫn, nhưng tôi đã nói dối anh mấy lâu nay. Được rồi, tôi chấp nhận lời xin lỗi này. Nhưng tôi không phải là người duy nhất cậu cần xin lỗi đâu. Westin bối rối nhìn tôi. Tôi cũng chỉ muốn một lời xin lỗi chân thành. Nào ngờ anh ấy bật khóc, rồi ôm chầm lấy tôi. Anh xin lỗi Pinky, anh không nên xấu tính với em như vậy. Tôi vỗ về Westin. Giờ thì anh ấy đã hiểu cuộc sống của tôi không hề dễ dàng như anh từng nghĩ. Cũng như tôi cũng hiểu con người anh ấy không xấu xa như tôi đã nhầm. Khi chúng tôi tay trong tay trở về nhà, thay vì bị phạt thì bố mẹ chỉ mỉm cười. Mẹ đoán là cuối cùng hai đứa cũng hiểu đoàn kết là kỷ luật có nghĩa như thế nào. Lại đây, kể bố nghe chuyện gì đã xảy ra, rồi bố sẽ quyết định xem nên phạt hai đứa ra sao. Westin lắc đầu, đứng ra bảo vệ tôi. Không, đây là lỗi của con. Con sẽ chịu phạt một mình. Con cũng muốn thông báo một điều. Chuyện gì? Con không muốn vào quân đội, con muốn làm lính cứu hỏa. Trong chuyến phiêu lưu dưới danh tính của tôi, cuối cùng Westin cũng tìm được ước mơ của anh ấy, đồng thời cũng tìm được cho tôi một chàng hoàng tử. Yeah, tôi và Rome hẹn hò không lâu sau đó. Rome là người đàn ông tuyệt vời thứ hai trên đời này. Còn người thứ nhất, đương nhiên là anh trai tôi rồi.